xem xong một chiếc QKR bị khói đen rất là nhiều. Và anh chủ xe đã đi rất là nhiều nơi để mà làm rồi nhưng mà nó không được. Nhưng các bạn hãy cùng theo dõi với mình nha. Chỉ một nốt nhạc thôi. Thì đầu tiên bên mình sẽ tiến hành mở cái cụm van EGR ra. Và cả cái bô, cái bầu bô của xe nữa. Và các bạn đây xem, đây là cái cụm van EGR của nó, bao gồm két làm mát EGR và cái van EGR. Các bạn thấy muỗi than nó bám một cái lớp dày như thế này đây. Đó, quay gần cho anh em xem cho nó rõ nha. Thế này thì làm sao nó không khói được, chúng ta xử lý sạch đi à, nó sẽ khói thôi. Đấy, đây là cái van EGR nha các bạn. Cái van này thì các bạn tiến hành bảo dưỡng cho nó nha. Đó, việc đầu tiên là các bạn hãy bịt cái đầu của cái van EGR này lại. Sau đó các bạn sẽ tiến hành ngâm. Đây các bạn thấy cái bô của nó đây, mình đang tháo ra rồi đó. Và đây là cái bô của nó, các bạn hãy nhìn vào phía bên trong này. Thực tế thì các cái bầu bô của các cái dòng QKR này bên trong nó có các cái lưới lọc nha các bạn, chứ không phải là nó rỗng đâu. Nó không giống như kết cấu bô của những cái dòng QKR đời Euro 2 mà máy cơ đâu. Tất cả những cái dòng máy điện bên trong cái bầu lọc này nó đều có các cái lớp lưới lọc khói. Nên là khi mà các bạn chạy thông thường thì các bạn sẽ không thấy khói đen đâu, chỉ khi đạp ga nó mới thấy. Thì các bạn hãy thấy bên mình sẽ dùng cái dung dịch D30 này mình pha với nước sôi. Thì mình sẽ đổ vào cái ruột của cái bầu lọc này. Cái bầu lọc này các bạn bịt cái đầu ở phía dưới đi. Đó, thì các bạn thấy là mình đang pha đổ cái dung dịch D30 với nước sôi vào trong, thấy không? Các bạn đổ cho đến khi nào nó ngập cái bầu này thì thôi. Đó, các bạn thấy là mình từ từ mình đổ cho nó đầy lên. Đó, nó đầy rồi các bạn. Và sau đó mình cái két làm mát EGR các bạn cũng ngâm D30 luôn. Hồi nãy các bạn thấy mình bịt rồi không? Đó, mình cũng ngâm D30 đó, các bạn thấy không? Mình chỉ cần dùng nước sạch là mình xả vô và nó đã chảy hết cái muỗi than rồi, các bạn thấy chưa? Đó, nó chảy hết cái muỗi than ra nè. Đó, đây là cái bô của nó nha. Này các bạn nhìn rửa cái bô này đó, thấy chưa các bạn thấy không? Đây là nguyên nhân vì sao mà xe các bạn đạp ga lớn là nó khói đen đấy. Thì các bạn hãy nhìn thấy cái muỗi than nó ra sạch như thế này. Thì xíu nữa các bạn hãy xem kết quả nha. Một nốt nhạc là xong chứ có gì đâu. Ba cái đồ yêu này nó đơn giản lắm. Các bạn cứ dùng D30 các bạn ngâm cho mình. Sạch bon liền. Đó, các bạn thấy không? Rửa nó đến khi nào mà nước nó phải sạch như thế này này. Đó, thấy không các bạn thấy không? Đây là các bạn nhìn kết quả nè. Đó, cái bầu lọc, cái két là mát EGR này, thấy nó sạch ghê không? Đó, D30 nó ngâm cực kỳ hiệu quả luôn. Mà nó rất an toàn nha. Có một số nơi là người ta dùng cái hóa chất không chạm á, hay còn gọi là cái sút động đặc á. Người ta ngâm cái này nha các bạn. Và cái này bản chất nó là hợp kim nhôm. Mà cái sút thì các bạn sẽ biết là khi mà sút nó vào trong nhôm á, thì nó sẽ làm cho cái nhôm nó mỏng đi. Nên là khả năng các cái bầu lọc này nếu các bạn ngâm quá lâu nó bị thủng nha, không an toàn đâu. Đó, còn đây là cái bầu lọc khí thải, các bạn thấy nó sạch ghê chưa? Cái bô đó, đó cái bô đó các bạn thấy không? Toàn bộ muỗi than là nó sạch bơn hết. Đó, sau đó mình gắn cái bầu lọc lên. Rồi, công đoạn tiếp theo là mình sẽ cho nổ máy và mình sẽ châm nước làm mát nha các bạn. Khi mà mở cái két làm mát EGR ra nó bị hao nước á, nên các bạn phải nổ máy khoảng từ 30 đến 45 phút để cho nó ổn định cái lượng nước. Và đây là kết quả sau khi mà bên mình tiến hành vệ sinh các cái bộ phận trên. Mạnh lên. Hết cỡ chưa vậy? Hết cỡ chưa? Được rồi. Khó với ai khi bọn mình thì chỉ một nốt nhạc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh ô tô tại Đồng Nai.